Em Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc tất cả mọi người có một buổi chiều, hôm nay là buổi chiều buổi chiều ngày thứ bảy, thân tâm an lạc, vạn sự bình an mọi người nhá. Một buổi chiều cuối tuần. Hôm nay em lại lên một clip và chia sẻ mọi người những cái sản phẩm mới, những cái sản phẩm tuyệt vời ngày thứ bảy cuối tuần cho mọi người sưu tầm. Anh em lưu ý giúp em là hôm nay là toàn bộ sản phẩm và những cái sản phẩm hàng mới. Và hôm nay là ngày mùng 2 đầu tháng. Vẫn giao lưu với anh em với những cái giá nó cực kỳ mềm mại và hợp lý để mọi người dễ sưu tầm mọi người nhá, dễ sưu tầm. Thì thôi khỏi mất thời gian của mọi người, chúng ta đi luôn vào clip của ngày hôm nay luôn anh em nhá. Đi luôn vào clip ngày hôm nay luôn. Thì cái sản phẩm đầu tiên là muốn chia sẻ giới thiệu mọi người, đây là một con báo. Đây là con báo cuối cùng. Con báo cuối cùng trong cái lô báo thì em làm 5 chú thì em bán hết rồi. Bán hết 4 chú rồi, đây một chú báo to cuối cùng, một cái rễ cẩm cuối cùng. Nên em sẽ bán nốt chú này cho mọi người để anh em sưu tầm nhé, để mọi người lô báo sau. Đây nó chính là một cái rễ cẩm, cẩm chỉ Gia Lai, cẩm chỉ Gia Lai nhé. Đây, anh em nhìn thấy nó chính là một cái rễ cẩm. Đó. Thực ra với cái da gỗ và cái phần đế nó như vậy này thì để nó chứng tỏ với mọi người một điều, đây là một cái rễ cẩm rất là già. Cẩm chỉ Gia Lai của mình rất là già và đẹp. Chất này anh em chơi là rất là tuyệt vời nhé. Cái chất này anh em chơi cực kỳ tuyệt vời luôn. Con này là con báo rất là to. To và nó dài. Dài mình. Em sẽ bán nốt này là cho hết lô cho mọi người nhé. Thực ra những cái con báo như vậy ấy, nó tốn rất là nhiều phôi làm ấy, bởi vì nó dài. Chiều dài của em báo lên đến 63. Dài 63 mọi người nhá. Cao 24. Và dày là 17. Dài 63, cao 24 và dày 17. Giá giao lưu mọi người là 1.999.000 anh em nhá. To hơn những con hôm qua rất là nhiều, nó nhiều phôi. 1.999.000 không ship nhá. Đây là một cái mắt xoáy này. Đây là một mắt xoáy này. Anh em tự cảm nhận và đánh giá nhá. Cục cẩm này thì nó cũng đã phải rơi vào tầm khoảng, xin thưa anh em, nó phải tầm 1 triệu mất rồi. Đó. Hàng niềm 100% nhé. Niềm 100% luôn. Niềm 100% luôn. Vân nó là hàng dễ, đây là cái phần vân nó rất là đẹp anh em ạ. Vân nó rất là đẹp mọi người nhé. Chủ siếc hết tất cả luôn, cực kỳ đẹp luôn. Một em duy nhất cuối cùng. Con này to. Anh em ướm vừa cái không gian nhà mình cần cái bức nào nó bố trí nó chiều dài, nó dài ấy. Dài 6 mấy thì mọi người chơi con này. Rất to và dài luôn. Vân thì quá đẹp này. Ok nhá. Xuất sắc nhá. Đây được cái hàng dễ xoắn đấy. Cái dễ xoắn đâm ra là cái vân của nó thể hiện cái vân của nó rất là tốt. Về cái màu sắc vân là thể hiện rất là tốt và gỗ rất là sáng màu mọi người nhá. Cẩm chỉ Gia Lai hàng điền nguyên khối 100% anh em nhá, anh em yên tâm nhá. Cứ thế mà chơi được mọi người nhá, không có gì phải đắn đo đâu ạ, không có gì đắn đo về chất lượng phôi đâu nhá. Cái này là báo hiệu mùa xuân sắp về rồi, mùa xuân sắp đến rồi, cơn gió mát mùa xuân đã đến rồi, làn gió mùa xuân đang đến rồi, rất gần chúng ta rồi, anh em ạ. Một chiếc bình mai mình
bay là ưu sụn hơn người ta Gia Lai anh em ạ, rất là tuyệt vời. Chiếc bình này thì em đã làm một cái clip và em có nói một cái clip nói rõ cho mọi người trên xưởng sơn đấy, khi cái lúc cái bình này đang hoàn thiện. Anh em nếu anh em mà theo dõi clip, cái clip cách đây cái hôm cuối tháng thì mọi người sẽ biết cái bình này, bởi vì cái bình này em nó quay hôm lúc thợ đang hoàn thiện, đang sơn si ấy. Chiếc bình này nó chắp duy nhất một cái tán, là một cái tán mai nhỏ nhỏ, chắp duy nhất một cái tán nhỏ nhỏ, mọi người chắp một duy nhất một tán nhỏ nhỏ đấy nhá, một tán nhỏ nhỏ duy nhất thôi, không chắp nhiều đâu anh em nhé, chắp một tán nhỏ nhỏ duy nhất đó chính là cái tán này, đây một cái tán này. Đấy, có chắp ở đâu, chắp chỗ nào thì mình sẽ chỉ rõ cho mọi người, để chắp đúng một cái tán này thôi. Còn toàn bộ cái sản phẩm của em là cái phôi là liền 100%, nói chung là củ phôi rất là luột và đẹp. Hôm đó em có quay trên clip và em nói rõ là đây là một củ phôi rất là luột và tuyệt vời luôn. Để chắp một cái tán nhỏ này, này một cái tán này này nhỏ quá. Để anh em ngắm đằng sau nhá. Em một chút nặng lắm. Nặng lắm anh em ạ. Nặng lắm. Trông như vậy thôi mà rất là nặng. Bởi vì cái phô nó đặc. Sau nó có rất là nhiều mắt nu. Anh em nào thích cái chất phôi đẳng cấp ấy thì chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua cái bức này đâu mọi người. Đây là một trong những cái dòng hương ta Gia Lai của những cái cục phôi hương của mình, phải nói là rất là già. Cái phần da gỗ này em để nguyên này, nó tạo thành một cái da của cây tùng tự nhiên, là cây đào tự nhiên này. Và anh em nhìn cái phần này, đây là có những cái phần vân đa sắc. Và cái gỗ nó rất là đỏ và hồng. Cái này toàn bộ là mắt nu hết. Anh em mà thích chơi những cái dòng gương mà người ta kỹ tinh ấy thì người ta sẽ cực kỳ thích cái chất này, bởi vì cái chất này nó thể hiện là cái cục phôi nó rất là già. Đây là những cái phôi hương rất là già. Vân kinh lắm anh em ạ. Và hàng nó hoàn toàn là không có vết đâu mọi người nhé. Hoàn toàn là không có vết. Hoàn toàn là không có vết. Hoàn toàn là không có vết luôn. Đây anh em thấy là những cái phần mọi người, đấy là cái phần gỗ mình cắt đi đấy, để mình hạ xuống cái bình này này. Mình hạ xuống được cái bình như này này, mà cái phần những cái quả đào mình thò ra như vậy ấy, thừa như vậy, để mọi người chứng tỏ mọi người một điều, mà biết là cái phôi ban đầu của phôi là rất là to, chứ nó không phải là họ nhỏ. Để mà mình hạ được những cái này liền hết, những cái này liền hết, để mình sau đó mình hạ xuống cái bình này, nó tròn như vậy, thì là cái phôi là phải rất là khổng lồ thì mình mới cắt được như vậy anh em. Vì những quả đào là liền hết, chứ không phải là mình chắp cái quả đào gỗ khác chắp ở đây. Gỗ khác chắp ở đây thì nó không nói làm gì cả, nhưng mà đây là liền hết. Là cái phôi của ban đầu của mình là phải rất là to thì mới hạ và làm kiểu như vậy được. Rồi các bác nhìn cái chất phôi này, anh em thấy đây là một cái chất nó rất là già luôn. Vì sao em bảo đây là một cái bình cực kỳ xứng đáng để chơi? Bản thân nó hộ nó quá già luôn. Ok. Nu mà, nu sụn. Bình tròn anh em nhé. Bình tròn đào thì mập mạp. Ba quả đào to. Những cây mai này em đều rạch tiền này. Thân cây đều có tiền vàng này. Ăn và bám tiền vàng đây này. Đó. Mình cắt chắp mỗi cái miếng kia để em có chỉ rõ mọi người cũng chắp. Bình đẹp anh em nhé. Cái bình thứ nhất thôi. Em cũng không có làm được nhiều bình đâu, bởi vì là phải lựa gỗ đẹp làm cho mọi người. Bình này đẹp. Dù là một cái bình chất lượng. Ui chất lượng tuyệt vời luôn đấy. Sụn hết mọi người. Sụn hết. Chùn sụn hết. Đẹp lắm. Vân là vân đa sắc, nó rất gỗ cực kỳ già luôn mọi người. Gỗ cái này là gỗ siêu già. Siêu già luôn, siêu già luôn. Đấy, anh em thử ngắm. Anh em thấy cái vân của nó không? 100% là vân tự nhiên mọi người nhá. Các bác là kỹ tính thì sẽ thích cực kỳ thích cái chất hương này, bởi vì là nó là một trong những cái chất hương già lắm mọi người, già lắm. Vân nó thế này cơ mà, quằn quại này cơ mà. Phê chưa?
cái hàng này em không có tẩy đâu ạ, em không tẩy đâu, em giữ được cái chất này của nó, bởi vì những cái cục hương như này cũng hiếm gặp ấy, mình hiếm gặp những cục hương có chất như vậy, mình tẩy nó sẽ mất chất của gỗ, mình không tẩy, mình để nguyên luôn cho anh em chơi, anh em nó kỹ tính chơi những hàng này, được cái bình nó đẹp, cái bình tròn vo luôn, cái để bày cái đôn kẹp nó rất là đẹp, tuyệt vời, đơn giản thôi nhưng mà đẹp mọi người nhá, không cần quá cầu kỳ đâu. Hương ta của mình nó phê đấy cơ mà, không có vết đâu mọi người nhá, tự nhiên hết, vẫn tự nhiên hết đấy, phê luôn, bình tròn vo, bình tròn vo luôn. Đó, anh em ngắm kỹ đi. Rồi bây giờ em mình sẽ đọc kích thước báo giá mọi người, chung là một cái bình siêu phẩm. Chút nha, em đo lại kích thước cho anh em. Anh em nhìn cái màu phê nhá. Chúng ta của mình đây là những có những cục hương nó phải nói là đẳng cấp, nó mới lên được cái chất gỗ như vậy. Chứ còn những cục hương bình thường thì chắc chắn mọi người là sẽ không có lên được chất như này đâu. Nó phải đẹp lắm. Chiều cao của bức này là 52 anh em ạ. Cao 52. Cao 52. Chiều rộng của bức này là 55, cao 52, rộng 55 và chiều dày. Chiều dày là 38, cao 52, rộng 55 và sâu là 38. Em giao lưu mọi người bức này là 5 đồng rưỡi anh em nhé. 5 đồng rưỡi không ship. Anh em cứ đi so sánh với một quả phú quý cho nó dễ. Này giá này là cực kỳ hợp lý rồi. Và với cái chất gỗ, chất phôi như này thì đảm bảo anh em là ai thích gỗ hương nhìn đều phế hết. Và cái dáng bình nó quá đẹp, nó to bình ấy, to bình và nó tròn xe luôn. Đây mới gọi là hương ta xịn sò, nó phải chất như vậy anh em ạ. Chất như vậy mới sướng, mới đã, mới phê. Thật tuyệt vời chưa, 5 đồng rưỡi không ship anh em nhé. Bước này thì quá chất lượng rồi, mà giá đầu tháng thì quá mềm. Phôi nhiều mà, phôi liền nó nhiều, chóc ghép thì nó dễ. Mà anh em đã chơi hàng này của em rồi thì chắc chắn là sẽ không thể chơi được những cái bình chắc đâu. Chất gỗ, chất vân như vậy thì làm sao mà có thể chơi được. Nặng lắm. Bình hàng đặc nhá. Đặc ạ. Nó rất là nặng. Ủa, nặng thật sự luôn. Lặng thật sự luôn anh em ạ, bình này cực kỳ lặng luôn. Em phải nói là lặng thật. Nặng. Bởi vì cái gỗ nó đặc. Em quên lật đế cho mọi người nhưng mà đế đặc nhé. Hàng vân như vậy mà đế đặc là cực kỳ hiếm luôn. Em nên giao lưu lớp mọi người một kho lu xa xị. Hàng này để lâu lắm này. Em bán nốt thôi. Em bán nốt cho vừa để bán một kỷ niệm mọi người. Nặng lắm. Gỗ đặc 100%. Lật cái đế thì sao nào. Tôi đặt 100% anh em ạ, đế cắt đi đặt 100%, không phải chụp làm gì cả, bởi vì đặt 100% luôn. Anh em thích thì mai chụp mà đặt 100% luôn, uy tín luôn. Đây em vừa rửa nước bởi vì hàng để rất lâu rồi, rửa nước rồi. Cả cái bao này là bao lưu hết, cả cái bao này lưu hết mọi người nhé. Còn để cái dáng rất đẹp, anh em nhìn chưa? Trời ơi. Trời ơi. Những cái kho lu xá xị như thế này ấy, thì trên thị trường bây giờ bán phôi liền 100%, bệ to tròn, không chắp ghép mọi người nhá. Đằng trước đằng sau đều đẹp tuyệt vời như này. Đây là quay đằng sau cho anh em. Anh em nhìn đằng sau này. Đặt 100% như này. Đây là 100% nhá. Uy tín chưa? Nhìn cái dáng đã thấy phê rồi, và bức này rất là to và lặng. Nhìn cái dáng bệ của cụ ngồi rất là phê rồi. Bên này củ sâm này. Bên này quả đào này, cụ đi lặt ngồi rất em vừa rửa xong. Bởi vì hàng em làm này để chắc phải tầm khoảng từ năm ngoái. Làm để từ năm ngoái, năm nay mới hoàn thiện bán cho mọi người ấy.
thơm lắm, hàng để rất là lâu mà vẫn thơm, bởi vì hàng đu này toàn bộ này lu sũn hết, cả cái bao này lu sũn hết. Em để cho mọi người bước này cái giá cực kỳ hợp lý, anh em chốt ngay được. Bước này mọi người đang mua trên thị trường với những bức và cái dáng thế mà độ to độ lục lạc như này, hàng nu như này, hàng nu to lục lạc như vậy, em thấy người ta bán cái khủng lũa xa xị, người ta bán vài triệu rồi mà đây em bán cái hàng nu của em mà lũ đặc 100% như này. Em giao lưu mọi người bước này cứ cực kỳ mềm luôn, để em đo xong em báo giá luôn cho mọi người, đảm bảo anh em là nghe là chốt luôn nhé. Rộng 51, cao 45, rộng 51 cao 45 và độ dày nó rất là vừa vặn luôn nhé. Rộng 51, chiều cao 45 và cái độ dày của cái bức này đó là vừa là ba mấy nhỉ? Chiều dày của bức này là sau khi hoàn thiện rồi, cắt đi rồi là vẫn còn dày 35 phân. Hàng đã qua thử thách thời gian rất là lâu rồi. Anh em về chỉ việc chơi và chơi và chơi và chơi thôi nha mọi người nhá. Giao đi mọi người bức này với giá là chỉ có 4.379k không ship. 4.379k không ship một bức đục đẹp và kỹ như vậy. To đặc như vậy. Anh em ngắm. Giá em mình mà bán cho mọi người những bức như này, nếu mà với cái giá đó thì thực sự là em cũng chỉ được tầm khoảng 2 lít ấy. Được 2 lít thì mọi người ạ, cũng không được hơn. Với bức này nó to mà đẹp như vậy. Chất là chất nu nhá mọi người. Chất hàng lưu và chất thường đâu. Mà giá thì đó là quá ok luôn. Xem cái bê một cái quạt nhỡ đấy. Mấy quạt nhỡ đấy. 4379 anh em nhá. Cực êm đó mọi người ạ. 4379 thôi, bức này to lắm đó mọi người nhé. To lắm và chất đẹp cực kỳ luôn. Chất đẹp cực kỳ luôn, bởi vì hàng nó qua thử thách quá ok rồi. Và cái dáng thế mọi người nhìn này, quá chuẩn chỉ luôn. Các bánh nhếch quạt. Các bánh quạt nhỡ cái cọc bé. Với cái giá như vậy. Em xin giới thiệu mọi người một chiếc quạt trung chất pơ mu 100%. Cái này vừa mới hoàn thiện xong anh em ạ. Vừa hoàn thiện ngày hôm kia đâu, hôm nay em mới quay em mới lắp lên được. Em có hai chiếc, một chiếc quạt nhỡ này và một chiếc quạt to. Quay đi chưa? Đẹp chưa anh em, nhìn đẹp phê chưa? Được cú mèo nhá. Cái này cái chiều rộng là 1m58 ấy mọi người. Chiều rộng của quạt là 1m58 ấy. Đúng 1m58 luôn. Để cho nghe nó lên. Cái này là không có ánh nắng chiếu vào ấy. Trăm trăm luôn. Lức lách luôn mọi người. Cái này em mỗi một cái chiều anh em đứng, ví dụ anh em đứng chiều này thì nó sẽ vân lên một cái kiểu vân và kiểu chun. Nhưng khi anh em đi sang chiều bên này thì nó lại sang một cái kiểu vân, một kiểu chun khác nhau. Và anh em muốn đẹp cái hàng này đẹp và nên đủ cái độ chun của nó, bắt đủ cái chun của nó lên đẹp ấy, thì anh em về anh em mua một cái đèn vàng anh em mới hắt vào thì nó sẽ cực kỳ tuyệt vời luôn, bừng sáng không gian này các bác luôn ấy. Tuyệt vời luôn ấy. Đẹp thật.
cái này thì nó tự nó đã diễn tả nó là quá đẹp rồi, mình cũng không cần giới thiệu nữa. Nước lạnh luôn, nước lạnh luôn, nước lạnh là có thật anh em. Chớp những cái này anh em nhìn này. Chớp sụ vân mây các kiểu là điệu này, những cái chỗ này anh em nhìn này. Anh em đứng mỗi một chiều nó sẽ sinh ra một cái chất khác nhau. Cái khoảng vừa vừa đây, nó không phải là hàng to khủng như những cái 1m8 hay 2m hay là 2m2, nhưng mà cái này nếu mà anh em phòng khách vừa vừa tầm khoảng 3m2 mọi người trưng một cái như vậy là vừa, không có một tí vết nào luôn. Nói với nhau một từ rồi nhé, và rất là thơm, thơm thật sự luôn. Một cái duy nhất chiếc này em giao lưu mọi người giá rất êm nhé, 3.790.000, cơ hội cho anh em mua ngày hôm nay đầu tháng, tuyệt vời luôn. Một chiếc duy nhất, cái này mọi người phải hắt đèn vào nó lên chùn toàn bộ 100% luôn. Cái đi mỗi một góc nó sẽ ra một cái chất chùn khác nhau, vân mây khác nhau anh em ạ. Nhức lạch ấy, lạch. Chiếc này là tuyệt vời, chiếc này em nghĩ là một chiếc tuyệt vời mà xứng đáng để chơi mọi người, xứng đáng để chơi. 3.790.000 một chiếc nhá. Em có hai chiếc, một chiếc nhỏ này và một chiếc to. Ok, để mình giới thiệu mọi người con này nữa. Động ok, một cái sản phẩm hơi quái quái một chút cho anh em chơi này. Quạt vừa rồi đẹp lắm anh em, quạt đẹp đấy anh em, anh em nào mà chưa có quạt chơi quạt đấy. Đây là một chú nghê, một chú nghê được chế tác trên chất liệu là gỗ cẩm. Đây là một cục cẩm, một cái gốc cẩm. Và cái gốc cẩm này nó có một cái điều đặc biệt, nó là gì ạ? Nó là một cái phôi cẩm ôm đá, trong này có một cục đá anh em. Và em mình lấy danh dự của mình và cam kết với mọi người cái đá này đá tự nhiên. Anh em về nào, anh em nào sành chơi và đã chơi hàng ôm đá nhiều rồi thì về mọi người nhìn và cảm nhận và sẽ biết là cái lời em Minh nói là chuẩn mọi người, bởi vì nó ôm rất là khít và chặt 100% luôn, không bao giờ ra được mọi người nhé. Đây là một phôi cẩm ôm đá, sụn cẩm ôm đá. Và cái sản phẩm này của em Minh chế tác là một chú nghê này là chế tác liền 100%, liền 100%. Kể cả những cái phần đuôi này anh em nhìn này, nó cũng là liền hết anh em nhé, đuôi là liền hết. Đục kỹ và đẹp, to, sụn cẩm và ôm đá. Đây là một con nghê đang chấn một viên ngọc ở dưới lòng, trong lòng ấy này. Đá là ngọc, nghê chấn ngọc, nghê chấn ngọc mọi người nhá, tác phẩm nghê chấn ngọc. Làm những hàng khác khác chút thì cho mọi người chơi. Cẩm mọi người nhá, cẩm chỉ. Cầm chỉ nhé. Liền hết mọi người nhá, liền hết nhá. Đá tự nhiên 100%. Chỉ Gia Lai. Giá rất êm cho mọi người. Để mình đo kích thước cho nha.
giá rất rất êm luôn. Cao 30, cái chiều cao là 30 mọi người nhé. Cao 30, chiều rộng, cái chiều rộng này này, chiều rộng là 35 và chiều sâu rất là sâu. Cái gỗ này to mà. Chiều sâu là 33. Cao 30, rộng 35 và sâu là 33. Bức này không phải là bức nhỏ, bức này là bức siêu to khổng lồ anh em nhé. À, không phải siêu to khổng lồ mà khá là to thôi. Vừa thôi, kích thước khá là vừa để bàn là tuyệt vời, là chun sụn cầm. Và nó có điều đặc biệt là ôm đá tự nhiên. Bữa nay em giao lưu mọi người giá là 2.9. 2.9 anh em nhá, 2.9 không ship mọi người nhá. Nói chung là tuyệt vời và giá hợp lý. Giá hợp lý cho mọi người chơi. To cái này nó dày phôi này. Mọi người nhìn nó dày phôi lắm, nó nhiều phôi ấy. À, nó nhiều phôi mà đục moi móc cái gầm này ra. Cái này quá đẹp luôn. Mình nên giới thiệu cho mọi người một món nữa. Anh em đây, em xèo cho anh em một cái bức thần, bức Di Lặc Chúc Phúc của Hoàng Am. Xèo kỷ niệm anh em, lâu xèo cho anh em bức. Anh chơi nhá. Ôi giời ơi, giá bằng một nửa giá thị trường đang bán thôi. Bức này quá đẹp luôn. Bán kỷ niệm anh em một bức nha, anh em nhanh tay chốt nhá. Đầu tháng bán tặng mọi người bức này vậy. Đẹp chưa? Một bức chúc phúc Vũ Hưa, à quên, Vũ Ngọc An. Em báo giá luôn là 2.5 anh em nhé. 2.5 không ship. Vừa bán được kỷ niệm anh em. 1.2 triệu tiền gỗ, 1.3 triệu tiền công. Này, bức gỗ đẹp chưa? Anh em đi mua đâu bước này 2.5 ạ. Chỉ em đến em mua với. Đây là hàng nhà làm ra cho anh em, bán cho anh em nhá. Đục tay 100% luôn ạ. Đục tay 100%. Đây giờ em đo kích thước cho. Kỷ niệm anh em ngày mùng 2 đầu tháng thôi. Anh em đánh tay chốt nhá. Nhất 2.5 không ship. Cao 68. Cao 68. Rộng 25 và sâu là 23. Cao 68, rộng 25 và sâu 23, một bước duy nhất. Đế đặc 100% anh em nhá, đế cũng đặc. Đế đặc 100% nhá. Đế đặc 100%. Em nhìn phôi đi, nhìn chất gỗ đi anh em, nhìn chất gỗ đi anh em, nhìn phôi đi anh em. Ok chưa anh em? Giá vậy là không chốt thì thôi, còn đợi chờ món gì nữa. Cụ gỗ là phải 1.2 triệu đó mọi người. Anh em đi mua phôi của Am trên thị trường thì biết phôi này phải phôi cao phải 70 rộng 30 mới làm được. 2.5 không ship, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất mọi người nhá. Bán kỷ niệm anh em thôi nhá. Này thì không chốt thì thôi gì. 2.5 triệu anh em đi chơi có khi là chỉ đủ tiền công đục thôi. Rồi bán vui chơi qua đường để cho các tình yêu chơi thôi.
tình yêu thôi. Tình yêu à? Bán kỷ niệm mọi người bức cho đỡ buồn thôi. Thực ra có phải hàng nào làm nó cũng có duyên thôi anh em ạ. Bức đấy rõ đẹp mà tại sao lại không có duyên ấy? Không có duyên thì mình phải xả thôi. Không biết làm sao được. Khi nào có duyên thì mình tính tiếp, còn hiện tại bức vẽ là không có duyên thì mình bán xả. Lưu Ngọc Am, hàng củ tỏi. Hàng củ tỏi, thế nào là củ tỏi? Anh em cứ tưởng tượng nó là một cái củ tỏi mà mình vẫn dùng trong nấu ăn ấy. Cái này người ta gọi hàng củ tỏi bởi vì nó có những cái phần phình ra như này. Phần phình bốn xung quanh như vậy. Thì cái từ chuyên dùng củ tỏi ấy, thì nó thể hiện ra một điều, đó là những củ phui cực kỳ đẳng cấp và những củ phui VIP thì mới được gọi là củ tỏi mọi người nhá. Đây là phui củ tỏi. Và với cái phui củ tỏi này thì nó sẽ có cho mọi người một cái sự đầy đặn và tròn đều rất là đẹp. Đây là bọn em gọi là phui củ tỏi, một trong những dòng phui đắt nhất. Một bức thần tài. Đầu tháng giao lưu với anh em bức thần tài rước cụ và lấy lộc mọi người ạ. Bức này hàng bánh mật đấy, hàng bánh mật, bức duy nhất. Cao 30, rộng 32 và chiều sâu của bức này là cao 30, sâu 30 và rộng là 32. Lu kín đét đèn đẹp. Hàng đặc khịt, củ tỏi to tròn đều đặn. Bức này mọi người đi đấu giá cũng phải khởi điểm tầm khoảng 9 đến 10 củ. Khởi điểm dao động từ 9 đến 10 triệu cho anh em đấu giá. Thực ra đấu giá nó có cái hay, đó là khi đấu giá đấy là các bác vào cái cơn say đòn đấy, mọi người hay bị dính đòn như quả đấu giá say đòn đấy. Vì háo thắng. Lúc nào cũng muốn mình là người chiến thắng. Và cái người bán hàng người ta lợi dụng một cái điều đó. Người ta bơm, người ta kích, người ta đẩy, người ta nhiều chiêu trò để khơi dậy cái sự háo thắng của anh em để mà đấu giá. Nên là người ta bán đấu giá, thực ra nhiều lúc bán rất là được giá. Còn như em không đấu giá thì em báo giá này thì nhiều khi là mình cũng không dám kiểu ấy đâu. Mình chỉ báo chuẩn cho anh em, chuẩn cho anh em một câu thôi nhé. Tuyệt vời luôn. Em ngắm đi. Em lật qua phần đế cho mọi người nhìn nhé. Ôi trời. Hàng này không ăn thua đâu mà, bởi vì gỗ nhiều. Quả bệ đế uy tín chưa? Quá uy tín. Quả bệ đế quá uy tín. Bữa này là giao lưu mọi người giá đầu tháng vào đúng số thần tài 7.9 triệu anh em nhé. 7.9 triệu không ship, anh em nào nhanh tay thì chốt. Này để két sắt hoặc là những cái ô nhất này cực kỳ đẹp và tuyệt vời, mà rất là thơm. Hàng bánh mật này rất là thơm, rất phôi đẹp, nói chung là đẹp, nói chung hàng xứng đáng để chơi mà. Cũng không thi thoảng mới gặp những củ tỏi, hàng củ tỏi này thôi. Thi thoảng mới gặp những hàng củ tỏi này đấy. Không gặp nhiều đâu. Anh em kết và chung kết xúc. Bảy chín anh em nhá, 79 không ship nhá, giá 79 không ship nhá. Ok, em bê xuống. Lặng.
mình có một cái siêu phẩm này vừa rồi đưa cho mọi người một cái quả bơ mu siêu phẩm rồi. Em còn một cái siêu phẩm gọi là đỉnh của đỉnh, đỉnh cao luôn anh em ạ. Để em bê và cho mọi người ngắm cái siêu phẩm đỉnh cao này nhá. Một cái chiếc quạt bơ mu khổng lồ và với một cái chất có thể nói là em chưa gặp cái quạt nào như này. Vừa rồi em cũng có một cái quạt 3.790.000 cho mọi người ngắm cái quạt nhỡ đấy. Anh em nào không gian vừa vặn để chơi quạt đấy cũng thuộc dạng đỉnh cao rồi. Nhưng mà gặp cái quạt này mẹ nó vẫn bị tắt điện anh em ạ. Đấy em bê anh em, cái này hai người bê. Thực ra nếu mà nhà em mà có điều kiện kinh tế mà khá giả, em không bán cho mọi người cái quạt này đâu, thật luôn. Rồi thôi, mình cũng chưa có cái điều kiện để mà sưu tầm những cái hàng như vậy, thì nhường lại cho anh em, nhường lại cho anh em nhá. Úi giời ơi. Ôi anh em ơi, thật sự 100% luôn. Đục má. Thật sự mọi người là khi em mua cái cục phôi này, em cũng không nghĩ. Thật sự là mua cũng, mình cũng xác định mua là đắt rồi. Nhưng mà mình không nghĩ là làm ra nó lại đẹp được như vậy. Anh em soi đèn vào anh em soi đèn không? Anh em ơi, trời ơi, nhà to thì bày đi, nhà to thì bày đi anh em ạ. Cái này mà anh em nhìn đây là bây giờ nó tắt ánh nắng rồi nhá, thời trời chiều rồi, 5:30 chiều tháng 10 là gọi là đêm tháng 5 đi làm đã sáng ngày tháng 10 chưa cười đã tối, giờ nó tối rồi nhá, mà nó còn một vớt vát một chút ánh sáng mà nó còn lên được cái màu như vậy. Thì em nói mọi người cái này nếu mà về không gian nhà anh em mà ánh sáng đầy đủ, anh em hắt cái đèn vàng vào thì nó là một cái siêu phẩm rồi. Cái này trên thị trường anh em tìm những cái quạt này không có đâu. Và cái giá mà để mà anh em có khi phải sưu tầm, phải bỏ ra hàng cơ số nhiều tiền, có thể lên mười mấy triệu. Bởi vì nó không có, nên thật sự mọi người luôn, nó không có, mình phải dùng với nhau một từ là nó không có. Chứ nó có thì không có anh em ạ, nó không có nhiều như cái như vậy. Trời ơi, và cái này nó rất là to. To lắm anh em ơi. Cái này anh em đi mỗi một chiều nó sẽ ra một màu chớp khác nhau mọi người nhé. Ôi giời ơi. Cái này em không nhớ kích thước đâu. Để em lấy kích thước em đo nhá. Nó to lắm. Này anh em nhìn cái làn nó này. Úi xù ơi. Thank you.
cái quạt như vậy ấy, thì anh em nếu mà có không gian nhà chúng ta nên sưu tầm, bởi vì không phải lúc nào cũng gặp cái như này đâu. Thật mọi người. Mét 8, đúng không nhỉ? Mẹ đo lại cho chuẩn, không nhầm thì bỏ mẹ. Đã đo tí cho chuẩn anh em nhé. Cái hàng này, này hàng kinh điển này nhầm đấy à? Anh em mắng chết bởi vì cái này nó nhiều quá, nó không được. 2m09. Chiều rộng ấy, cao 1m1. Này nhìn Vân này, ôi trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi, Vân của bơ mu của tôi, trời ơi. Mẹ cái này soi đèn và nó bắt sáng nó lên thì, mà nó là 100% luôn. Mẹ sao lại nó lại đến mức độ như vậy cả tình yêu. Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Hàng màn mọi người nhờ. Chiếc quạt này em giao lưu mọi người giá là 8.900.000 mọi người nhá. Một chiếc duy nhất, không có chiếc thứ hai. Và tất nhiên là những cái chiếc này thì anh em phải giá là phải như vậy anh em ạ. Và nó vẫn còn rẻ so với cái giá trị của nó mang lại cho anh em. Dã man luôn. Ok thôi, không cần giới thiệu nhiều nữa bởi vì nó quá khủng khiếp rồi. Nó quá khủng khiếp rồi em này. Làm lại lần nữa nha. Anh em soi đèn mà thì nó sẽ lên chun kinh khủng nhá. Trăm phần trăm, bởi vì là một cục phôi xẻ ra mà. Là một cục phôi xẻ ra. Đó là nó sẽ, nó sẽ, mọi người nhìn nó sẽ theo góc độ ánh sáng nhìn thì mình sẽ thấy không hết. Nhưng mà tất cả đều những một cái tấm xẻ ra này đều, tất cả đều là những cái lan này hết. Những cái đoạn giữa này là do ánh sáng nên là mình nhìn không hết. Nhưng mà anh em nhìn đây này, tất cả đều là một giải hết. Do ánh sáng đó, do ánh sáng đó anh em ạ. À, anh em nhìn này. Đấy, do ánh sáng đó. 100% hết luôn. 89 ship anh em nhá. Nhanh tay chốt lại. Để bê em nó về. Quả thật là không có chiếc thứ hai đâu mọi người. Đây là một pho di lạc gỗ huyết long mọi người nhá, gỗ huyết long. Những cái này nó là những cái chấm. Cái này trên thị trường người ta gọi là lưu giọt nước, nhưng mà thực ra nếu mà cái này gọi lưu giọt nước thì mẹ nó là nói điêu quá anh em ạ. Nó điêu quá, nó không đúng. Đây. Trên thị trường những cái hàng này người ta gọi là lưu giọt nước. Mà em nghe nó vô lý của mẹ. Lưu giọt nước gì cái này? Thực ra cái này nó là những cái phần dầu của gỗ. Nó là những cái phần dầu và những cái phần này khi mình soi đèn nó sẽ thấu quang 100%. Thì mình chỉ nên gọi nó là những cái phần dầu thôi. Còn nếu mà anh em cứ đặt to nó cái tên là lưu giọt nước nghe nó chối lắm, chối tỉ lắm, bởi vì lưu giọt nước nó chỉ dành như gỗ hương thôi. Lưu hương thôi thì người ta mới gọi lưu giọt nước. Còn anh em cứ gọi bừa đấy mà nghe nó vô lý. Những người người ta biết chơi người ta cười cho. Đúng không anh em ạ? Những người biết chơi sành chơi người ta cười cho. Còn chỉ bịp những anh em nào mà không biết chơi thôi. Chứ còn biết chơi người ta cười mặt cho. Vân toàn bộ Vân thông qua ngày đó những cái dầu ấy, tất cả là dầu hết. Nhờ những cục mà nó nhiều cái phần như này người ta cứ gọi là huyết long du giọt nước nghe cố lãi trưởng
nghe điêu vãi chưởng anh em ạ. Đây là một cái bệnh dễ, một cái bệnh dễ được của pho Di Lặc đứng. Pho này thì rất là thơm bởi vì với cái độ dầu như này ấy, thì anh em yên tâm mà nó là cực kỳ thơm bởi là hàng bệnh dễ. Đây là hàng bệnh dễ, bệnh dễ anh em, hàng bệnh dễ nó rất là thơm. Cái này thì em đo kích thước em báo giá mọi người. Hàng này thì nó là hàng siêu dầu, siêu tinh dầu. Cao 62, rộng là 36, một cái bệnh dễ và chiều dày là 22, cao 62, rộng 36 và dày 22. Bước này thì về cái chất gỗ và cái mùi thơm thì anh em không phải nghĩ, bởi vì hàng siêu tinh dầu nhé. Em chỉ có một bước này hết, đợi anh em phải đợi tầm khoảng 15 ngày nữa thì mới có, bởi vì mới mua được gỗ ngày hôm kia thôi, mới chọn được mấy cục gỗ ngày hôm kia đây, đợi hoàn thiện tầm 15 ngày nữa mới có, chứ còn hiện tại là cũng hết rồi. Chọn được cục một đấy, nhiều anh em đặt cái này lắm nhưng mà em không chọn, bởi vì gỗ này đang sốt cho nhiều người làm, chọn nó khó. Hàng không lỗi vết anh em nhé, không lỗi vết, không chắp ghép nhé, không lỗi vết, không chắp ghép nhé mọi người nhé. Giá của bước này là 3.790k mọi người nhé, 3.790k. Có anh em ưng cái nào thì xôi đấy nha anh em nhé. Này có hai quạt đẹp này, nếu không gian nhỏ mọi người mua quạt nhỏ, còn không gian to và đủ điều kiện anh em phang quạt to cho em đấy. Ok, tuyệt vời mọi người nhé, quá xuất sắc luôn. Ok, cảm ơn rất nhiều nhé. Một lần nữa em Minh xin gửi lời cảm ơn tới các bác đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe những chia sẻ và những cái giới thiệu, lời giới thiệu của em Minh. Và mọi người yêu cái món nào thì liên hệ với em để chốt đơn các bác nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc toàn thể các bác cũng như gia đình của mình luôn luôn may mắn, bình an và hạnh phúc các bác nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người xem clip thấy hay nhớ dành cho mình một like. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em nhá. Bye bye, see you again mọi người. Hẹn mọi người vào ngày mai. Vẫn còn nhiều hàng lắm. Mỗi ngày lên một clip, mỗi ngày một công việc và luôn luôn cố gắng và chia sẻ mọi người những món như thế. Ở đây. Công việc hàng ngày đây. Nhà em thì cũng không có thuê ai đâu. Cái này chui mít nhưng mà nói chung là nó không thể bằng cái bố của cái Vân này đâu. Có những cái sản phẩm vừa quay cho mọi người đây. Để đây. Đấy, hàng thì cũng đóng đi cho anh em đây. Đây. Đóng đây và cũng để đây. Để mai ngày kia là đầu tuần cho bên vận chuyển họ đến đấy. Ngày mai em bản thân em đóng tiếp. Đấy. Mà đóng tiếp. Bình mai kia của khách. Bình này thì chắc là cuối năm anh em mới lấy. Cũng sơn xì cái này bình liệt hết 100%. Giờ không làm nổi những cái bình mai to như vậy. Và thật sự là cũng không dám làm. Bởi vì là khó khăn. Để có bộ gốc cây này khách chốt rồi. Mình chuyển tiền hết rồi mà chưa lấy. Em vẫn để đây. Châu cẩm to. Khủng bố rồi. Và kiếm được con trâu cẩm như vậy thì đâu phải dễ anh em, cẩm chỉ đâu phải dễ đâu, nặng lắm. Em ước chừng con này bây giờ phải còn tầm khoảng 70 cân nữa, khoảng 70 cân nữa. Này thì cũng bán thôi, khách chốt rồi. Những cái hàng này là mang xưởng. Ra đợt này là cái thời tiết nó hanh khô ấy, nên là đồ nó hay bị dăm, nên là em cũng muốn là khi sơn ở xưởng hoàn thiện rồi, xong về nhà để tầm 5 bữa nửa tháng, em cũng trước khi chốt được các bác chốt, em nên em chắc chắn, em cũng nên em sơn lại một lần nữa, em xoa, em xi, em sơn lại một lần nữa cho hàng nó thật là ok, thật là ngon nghẻ, tất cả mọi thứ thật là ok và ngon nghẻ, sau đó em mới gửi cho mọi người. Bởi vì thời tiết hanh khô mình cũng muốn làm sao nó chuẩn chuẩn một chút, nên là tầm này hàng họ nó sẽ đi hơi bị lâu anh em, hơi bị lâu, nên là anh em nào mà nóng dội thì mọi người thông cảm cho em một chút, bởi vì em cũng muốn làm sao sơn đi sơn lại một cho nó thật là chuẩn. Đó nó gửi đến anh em. Đấy. Trong này thì không gian thì đồ đạc cũng vời vời rồi, cũng không còn nhiều. Cái bức mun này thì cũng chưa quay, nhiều anh cách có quay bức mun này mà chưa quay. Ở trên này còn có những cái bức Di Lặc to này. Còn những bức ngồi tùng ngồi đào vẫn còn mấy bức, trên này thỏa thì cũng còn. Chưa còn nhiều, nói chung là hàng cũng không phải là thiếu đâu. Hai bức này thì em mình cũng giao lưu rồi, khách cũng cọc rồi, đang đợi. Làm đôn tiếp các kiểu đó, là mày cố gắng cho mọi người ạ.
giá thì làm sao mà nó cũng hợp lý một chút cho anh em để anh em chơi, chứ mình không dám gọi đấy đâu, duy trì tầm đấy, duy trì không coi như đặc cái đẹp, tiếc là không quay được cho mọi người vì khách đến nhà, anh khách đến nhà anh mua mất rồi. Ra kiếm bây giờ kiếm được những cái bức hương mà nó to mà nó đầy đặn mà nó tròn đầy như này thì cũng là rất là hiếm luôn. Hương ta ra lai mọi người nhé, cũng hiếm. Để em đang đợi đóng một cái đôn cho anh ấy là xong. Một cái bức Di Lặc to như vậy em trả giấu với mọi người, em bán thì em chỉ cắn được 1 triệu bức này thôi. Cái bức này được 1 triệu. Em bán cho anh khách là 13 triệu 500. Đấy. Em làm ra là 12 triệu 500. Bán 13 làm bức này được 1 triệu. Được 1 triệu. Thực ra những bức Di Lặc như vậy người ta bán người ta về thịt các bác 4 5 triệu. Thịt 1 triệu hơi ít. Thôi. Mình có thế làm thế thôi. Buôn to. Ra buôn này có mấy khách điện cứ bảo là để, nhưng mà em cũng đang rất tiếc, em cũng không muốn bán, thật sự luôn là không muốn bán, bởi vì là bây giờ kiếm được cái bút mừng sừng mà to mà liền như này là nó hiếm quá, đâm ra là mình cũng lăn tăn không muốn bán ấy, mà em để từ đầu năm đến giờ ấy 50-50 đó mọi người. Vừa rồi cho sơn si lại rồi, em đang tới, em đang đặt một cái kỷ thảm thật là VIP em để rồi. Chơi vậy. Ok, em chào mọi người nhá. Em cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Em xin chào, hẹn gặp lại ạ.